Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lộ diện xe điện Lightspeed One tách từ Harley Davidson chính thức ra mắt với mức giá khoảng là 400 triệu Việt Nam đồng. Sau thông báo tách cái mảng xe điện Lightspeed ra khỏi cái dòng sản phẩm chính của Harley Davidson vào hồi tháng 5 năm 2021, cuối cùng thương hiệu xe máy điện tính từ Mỹ cũng đã có một cái trang web riêng cho mình. Một cái sản phẩm đầu tiên của Lightspeed chính là cái chiếc Lightspeed One 2021 với một vài thay đổi đáng kể so với chế hình thử nghiệm trước đây tại thị trường Tây Ban Nha vào năm 2020, với một mức trên ít ra dự khoảng là 17.800 USD, tương đương là 409 triệu Việt Nam đồng. So với chiếc nguyên mẫu thử nghiệm trước đó, Lightspeed One 2021 được thay đổi bao gồm một khoảng hồi xúc tác trong cái yên xe, cái mà Harley Davidson gọi một cái tên là Heartbeat, gọi là nhịp tim, gồm tới 3 cấp độ, một cái rung động được truyền qua phần yên xe tới người lái, bắt chước cái cảm giác của phần động cơ của xe máy. Harley Davidson cũng rất mong muốn chuyển đổi cái cảm giác lái giữa xe chạy bằng động cơ đốt trầm cùng với rồi chạy bằng điện hiện tại. Cái hãng này cũng đã khẳng định rõ ràng Lightspeed One được xây dựng dành cho thị trường đô thị, với các phạm vi hoạt động tối đa được tuyên bố là 234 km, sử dụng trên mình cái quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nhất SAE C2982. Harley Davidson cũng đã tuyên bố thời gian sạc từ 0 đến 100% trong khoảng là 60 phút hoặc từ 0 đến 80% trong khoảng 45 phút ở dụng cái cáp sạc nhanh DC. Lightspeed One đi cùng với một màn hình tiếp thị LCD hiển thị tất cả các thông tin cần thiết, cảm biến đo lường quán tính 60, cung cấp ABS khi vào cua, 4 chỗ lái bao gồm Sport, Cross, Trend và Range. Lightspeed One 2021 được niêm yết mức giá là 17.800 USD, tương đương là 409 triệu Việt Nam đồng. Nhưng trong cái trang web của Lightspeed thì giá của chiếc Lightspeed One 2021 tăng thêm là 1.300 USD, khoảng là 29 triệu Việt Nam đồng. Chỉ việc bổ sung thêm một cái bộ sạc carbon hoặc một cái bộ phụ kiện Rizoma. Hai tùy chọn màu sắc có sẵn cho cái chiếc Lightspeed One 2021 là cam màu đen và cam màu trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhấn like, share, subscribe.